Xin chào cả nhà ạ. Lâu lắm rồi Yêu mới lại quay video. Và đây là lần đầu tiên mà Yêu có được một cái khoảng không gian rộng rãi như thế này để trưng hàng các chị ạ. Yêu đang đợi kệ về nữa thôi để trưng những cái sản phẩm mà mình cung cấp lên kệ. Nhìn cho đẹp mắt. Chị với giá vốn 350.000 cho sản phẩm là quần gen. Và 450.000 cho sản phẩm dầu gội, túi lọc Re Beauty. Yêu nhờ sản phẩm này mà tóc mọc lên rất là nhiều, hồi trước rụng hói hết hai bên này luôn á. Và trị rôm sảy rất là hiệu quả nha các chị. Đắp mặt da cũng đẹp. Rất là nhiều công dụng. Tại vì đây là sản phẩm làm hoàn toàn từ thiên nhiên nên chi rất là an toàn cho các mẹ sau sinh và các bé sơ sinh luôn. Với giá vốn chỉ 450.000. Và đây là Linh Cúp nhập khẩu từ Mỹ, Cibel nhập khẩu từ Pháp. Hai sản phẩm này được gọi là cốc mùi sang, dùng thay thế hoàn toàn cho băng vệ sinh. Chỉ với 5 sản phẩm các chị đã được giá sỉ. Và một sản phẩm cuối cùng nữa đó là đai định hình vòng eo chống cuộn, giá vốn là 550.000. Khi các chị gia nhập vào team của Yên, bất kỳ với giá vốn bao nhiêu là thấp nhất 350.000 và lớn hơn nữa, thì các chị sẽ được Yên tặng cho các chị một vé tham gia khóa học phụ nữ bán hàng online. Yên chắc chắn rằng khi mà các chị được tham gia khóa đó thì cái khả năng của mình bán hàng rất là tốt. Vì Yên đã trải qua 3 khóa rồi, nên chị là Yên rất tự tin về cái khả năng mà mình bán hàng và khả năng tư vấn, khả năng đào tạo. Bây giờ hiện tại Yên đang đào tạo lại cho các đại lý của mình. Và Yên chia sẻ tất cả kỹ năng mà mình đã có để giúp cho các chị em có thêm những cái công cụ phục vụ cho việc bán hàng online. Yên hy vọng rằng các chị sẽ sớm sở hữu những sản phẩm giá trị này để giúp cho bản thân của mình được nâng cấp hơn. Hãy tự tin tham gia vào team của Yên. Yên sẽ cam kết đồng hành cùng các chị, cam kết nhận lại hàng nếu như các chị bán không ra hàng. Hãy inbox ngay cho Yên, miễn ship cho đơn đầu tiên và quà tặng giá trị, quà tặng rất là hấp dẫn. Yên cam kết điều đó. Hãy inbox hoặc liên hệ số điện thoại ở bên dưới clip nha. Bye bye các chị. Chúc các chị và gia đình luôn vui, khỏe, bình an. Xin chào ạ.